Và mình đố các bạn là mình đang ở đâu. Hả? Rồi các bạn nào thấy mình chưa? Mình không nói mà sao các bạn thấy được. Thật ra là mình đang ở trong cái bụi cây nguyện ước này nè các bạn ơi. Đó, một cái cây to đùng luôn. Nhưng mình vừa nhận cái thông tin cực kỳ là đáng buồn nha các bạn ơi. Đó, nói chung là một cái thông tin cực kỳ buồn. What? Thì sắp tới em sẽ là xóa cái cây nguyện ước này nha các bạn ơi. Oh, no. Đó, và chúng ta sẽ không còn thấy cái cây này ở trong khu vực camping, khu cắm trại này nữa. Nani? Đó, thì nó sẽ là biến mất vĩnh viễn nha các bạn. Oh my god. Và đó chính là một cái tin thật nha, đó không phải là tin đồn đâu các bạn ơi, đó tin chuẩn 100% đó nha. Rồi trước đây chúng tôi thông báo về việc chấm dứt hợp tác với Bộ Ngoại giao. Đó, và thông báo chấm dứt mối quan hệ hợp tác. Và sau khi cập nhật ngày 14 tháng 11 nope. Đó, gian hàng Korea và cây vệ binh đó, tại sân cắm trại sẽ bị loại bỏ à? Rồi tiếp theo một số cấu trúc đặc biệt sẽ được thêm vào nơi cây vệ binh để bị loại bỏ. Rồi và các cái lưu ý về các vật phẩm đã nhận trước khi sự kiện hợp tác kết thúc vẫn có thể sử dụng bình thường. Và đặc biệt là các chậu cây màu đen nè, chậu cây màu xanh lá và chậu cây xanh nước biển á. Và các bạn nào mà chưa có thì có thể là mua trực tiếp tại NBC Sol Leon đó, tại bên khu trung tâm thành phố nha. Rồi và chúng ta sẽ là sắp sửa chia tay thêm một cái khu vực nữa các bạn ơi. Đã nói chung là cũng đã gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm với tất cả mọi người chơi ở đây. Đó thì ngày nào các bạn cũng sẽ vào đây để tưới cây cho nó và nhận một kim cương nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không còn nữa, nhưng mà nghe giảng phải có nói là sẽ là thay vào đó một cái khu vực đặc biệt nữa. Đó thì không biết là có cho chúng ta làm nhiệm vụ và nhận thêm kim cương hay không. Đó thì phải chờ cái bản cập nhật vào ngày thứ năm nha các bạn ơi. Đấy, ngày 14 tháng 11 á. Đó là sẽ có bản cập nhật mới và nó sẽ xóa cái chỗ này và thay cái chỗ mới. Rồi thì theo các bạn thì đón cái chỗ mới nó sẽ là có cái gì nè. Rồi và sẵn tiện là ôn lại kỷ niệm nha các bạn ơi. Đó là chính là cái hình ảnh mà camping trước khi là chưa có cái cây nguyện ước đó các bạn ơi. Đó vẫn còn là hoang sơ. Đấy và trước đây sẽ là một cái khu vực cắm trại. Đó, rất là nhiều đốm lửa và như là lều cắm trại nha. Rồi còn đây là cái khu vực camping hiện tại. Đó, đã có cái cây nguyện ước khổng lồ luôn. Rồi nhưng mà nó sẽ là biến mất. Và thêm một cái tin cực kỳ là hot đây. Đó, chúng ta sẽ có thêm cái bộ VIP mới nha các bạn ơi. Và hình như là cái bộ VIP này sẽ là do người Việt Nam thiết kế. Đó, và các bạn tên là Design by Địa. À, tức là các bạn Địa này là thiết kế cái bộ VIP mới này các bạn ơi. Rồi, quá là tự hào luôn nha. Đó, nói chung là người Việt Nam rất là giỏi các bạn ơi. Đó, chuyên thiết kế những cái đồ rất là đẹp ở trong game này luôn. Và nhìn vào cái đặt mắt đầu tiên là mình thấy một cái chiếc thuyền đó các bạn. À, chiếc thuyền này có thể là đi được hai chỗ đó nha. Rồi rất là hay luôn. Đó và đây chính là những món đồ ở trong cái gói VIP pass đó nha các bạn. Đấy gồm là set đồ nè, rồi khuôn mặt. Đấy đặc biệt đó chính là một cái chiếc thuyền nha các bạn ơi. Và thêm một cái hấp dẫn là cái chiếc thuyền cano đó là có thể đi được trên bờ và lặn dưới nước kìa. Ta-da! Rồi và đặt clip này thì các bạn nhớ đừng quên cho mình một lượt like video, một lượt ký kênh đó nha. Để ủng hộ kênh của mình đặt mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái chiếc hộp bốc thăm mới mà game vừa cập nhật. Đó, hộp bốc thăm trường tennis đây các bạn ơi. Đó, một cái bộ môn thể thao. Và ở đây thì các bạn nè, thích bộ môn vợt tennis này hay không? Rồi, và đây chính là cái vợt tennis của chúng ta, lưới bắt côn trùng. Đấy, tăng 30% xuất hiện kích thước côn trùng này và giảm 20% độ nhạy của côn trùng. Rồi thì nói chung là cái vợt này cũng bình thường nha các bạn ơi. Oh, no. Nó chỉ được cái là nó kích thước nó lớn để bắt côn trùng nó dễ hơn thôi. Chứ cái thông số thì nó cũng vẫn không có hơn gì cho lắm nha các bạn. Đấy, mấy cái vật bình thường mình cũng đang xài á thì nó sẽ có chỉ số xịn hơn á. Thì được cái này nó sẽ có cái ngoại hình nó là lạ nè, đó hay hay. Rồi và thêm các món đồ nội thất nè. Đó thì cái hộp này thì mình cũng không có thích cho lắm nha các bạn. Đấy thì mình sẽ làm mở và là quay cho các bạn coi. Rồi và theo cái đánh giá của mình thì mình sẽ chấm cái bộ đồ cái hộp này là 8 trên 10 điểm nha các bạn. Đấy, tại là cái bộ đồ này nó không có đặc sắc gì cho lắm các bạn ơi. Oh no. Đấy, nó cũng bình thường à. Được cái là mình thấy mấy cái đồ nội thất, đặc biệt là cái sân tennis đó các bạn. Đó thì mình sẽ là để coi cái đó thì nó ok ấy. Chứ còn lại đồ thì mình thấy khá là bình thường. À và cái hộp này là do một bạn người chơi thiết kế nha, tên là Gun gì nè. Hình như là người Đài Loan, là người Trung Quốc gì đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ xem qua cái tỷ lệ của nó nè. Nãy vừa bắt côn trùng 1%. Rồi mặt là 1% luôn nè. Áo len tennis 3%. Tóc 4,5%. Đó, và lưới tennis là 6,5%. Ok.
Bây giờ thì mình sẽ là về nhà của mình để mở hộp đây các bạn ơi. Đó, mình sẽ là mua vé nha. Tại là cái kim cương của mình nó cũng không còn nhiều nữa. Đó, được có 300 kim cương à. Mình sợ là mình mở 10 lần nó không đủ các bạn. Đó, nên mình sẽ là mua vé. Đấy, là mình tiết kim cương đó các bạn ơi. Đợt trước là mình mở mấy cái con bét lạc đàn này cũng đã hết kim cương rồi á. Như là cũng 600-700 kim cương rồi đó các bạn ơi. Rồi, lại tiếp tục chuyên mục khẩn cầu gương thần đây các bạn ơi. Thì các bạn xem clip mình nhiều thì cũng biết rồi, mình là cái người chơi hệ tâm linh các bạn ơi. Nữa mình sẽ là sử dụng mọi biện pháp tâm linh để mình mở ra hộp xịn nhất có thể nha. Rồi đó, mình sẽ là tiếp tục sử dụng cái gương thần nha, để xem là nó còn cái hiệu lực hay không đây các bạn ơi. Đó, hay là nó đã hết hạn sử dụng rồi. Đó, thì cũng đã hết cái sự kiện Halloween rồi mọi người. Không biết là cái gương thần này có còn tác dụng hay không đây. Rồi, ok, chơi thử nha. Đó, mình sẽ là mở mấy em hộp này trước nha các bạn. Đây này có cái hộp tráng miệng nè. À, nó cho mở bằng cái mầm nè các bạn ơi. Nhưng mà mấy cái đồ này mình đã full rồi. Đấy, có cái chiếc gậy Bogo rồi các bạn. Oh no. Đó, nói chung là hồi xưa mở được cái gậy này mừng hết lớn đó các bạn ơi. Đấy, mở được cái gậy này là web pro luôn đấy. Rồi bây giờ thì không có ai xài luôn. Rồi tiếp tục cái kiếm này nè, mình cũng đã có full hết rồi. Nope. Rồi xong ra kính màu. Đấy, còn cái này là mình chưa có cái súng nè các bạn. Đấy, mấy cái đồ cũ là có mà còn cái súng này chưa có. Ra cái súng đi. Rồi ra cái đồ giày tiếp tục các bạn ơi. Hộp này mình mở cũng rất là nhiều mà không cho tôi cây súng gì cả. What? Thì như lúc nãy mình đã nói rồi thì mình sẽ là quyết tâm mình mở cái vật này đó, hoặc là mình lấy cái xăng tin đít nha các bạn. Đấy, chứ bộ đồ là mình chê nha, mình toàn là đồ nữ các bạn ơi. Đó, mở đây cũng đâu có mặt gì hết đâu được đâu. Rồi mở ra coi là cái nhân phẩm xem như thế nào đây. À, và cái hộp tin đít này cũng đẹp nè. Đó, thiết kế nhìn nó cũng sáng sủa rồi các bạn ơi. Rồi đầu tiên là cái ghế trọng tài. Đấy, ghế VIP luôn các bạn ơi. Rồi cho hai cái ghế trọng tài luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có hai trọng tài. Rồi một cái ghế gì nữa đây. Quá trời ghế luôn các bạn ơi. Chỗ ngồi tay vật trường tennis á. Chỗ ngồi cho các vận động viên vật tennis đó các bạn. Đấy, quýnh mệt quay vô ngồi nghỉ. Rồi lưới trường tennis đây các bạn. Rồi ngon rồi, có cái đáy ngon rồi các bạn ơi. Còn cái sân nữa là ok nha, đủ bộ. Rồi giày tennis kiểu creepy. Rồi hai đôi giày, ba đôi giày các bạn ơi. Nani? Rồi cái dây một cái giỏ gì đây. À, rổ bóng trường tennis. Rồi cho hai cái giỏ đựng bóng luôn, ba cái giỏ đựng bóng luôn các bạn ơi. Còn cái vợt đâu. Rồi cho giày, cho ghế, cho bóng mà không cho cái vợt để đánh thì sao mà chơi đây. Game ơi là game, rồi không ra đâu các bạn ơi. Như vậy là cái gương thần này của mình đã hết hạn sử dụng rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, mình đã tìm ra cái vị trí tâm linh khác nữa đây rồi. Đó, các bạn cùng chờ xem cái vị trí mới này của mình nha. À, nói chung cái này là mình tâm linh thiệt nha các bạn ơi. Đó, và mình sẽ là đi tìm cái chỗ đó để mở ra hộp xịn nha. Rồi mình sẽ là vào bên trong cái sân vận động này. Đó, tại là cái hộp tennis này sẽ liên quan đến chủ đề thể thao đúng không. Đó, thì mình sẽ là vào trong cái sân vận động này nè. Đó, rất là nhiều cái bộ môn thể thao ở đây nha các bạn ơi. Đấy, ví dụ là ném lao, đấu kiếm này nè các bạn. Đó, nhảy keo đồ nè. Đó, mình sẽ là phóng lao đủ 10 lần nha các bạn. Cái gì vậy bà nội? À, mình chơi tâm linh mình sẽ là chơi đến cùng nha các bạn ơi. Đó, 2 lần nè. Rồi 3 lần là các bạn ơi. 4 lần. Đó, 5 lần nha các bạn. Rồi mình sẽ là làm tiếp. Đó, hết tất cả luôn để coi nó có ra cái vợt hay không nha. Đó, và các bạn nào mà xem thì cũng đừng có mắc hồn nha mọi người. Đó, nói chung là cái chuyện này không thể tin được các bạn. Rồi đủ 10 lần rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ là vào mở hộp đây mọi người. Rồi và cái bước tiếp theo của mình sẽ là nhấp vào 10 lần đó, cái chiếc vật này nha các bạn. Rồi xong rồi đó, nó làm phép hết các kiểu con này điểu rồi đó. Lần này mà không ra cái vật nữa thì nghỉ luôn các bạn ơi, đã tắt clip luôn. Rồi nói chung là mình làm cái này mình tâm linh thôi nha các bạn. Đó, bạn nào thích thì có thể làm theo hoặc là không nha. Đấy, mình không có bắt buộc các bạn làm theo mình. Rồi đó ra, nhưng mà sao ra cái rổ bóng không vậy. Rồi ra một cái gì nữa đây, không ra cái sân à, thêm một cái lưới trường tennis nữa. Còn 6 hộp lần mở nha các bạn ơi. Rồi một cái gì giống khuôn mặt vậy. À, băng đô tennis kiểu rugby. Rồi tiếp tục. Còn 5 hộp. Wow, cái gì đây. Alo alo alo. What what what, cái gì đây các bạn ơi. Có phải mình đang mơ hay không mọi người ơi. Một cây vật bắt côn trùng. Ảo thế nhờ.
bỏ tay luôn các bạn ơi. Đó, thấy chưa, tôi làm phép ghê chưa các bạn ơi. Đó, làm đủ kiểu nó mới chịu ra cái vật này luôn. Nice. Các bạn nói gì đây? Đó, các bạn hãy nói điều gì đi. Thấy chưa, chuyện tâm linh không thể nào mà đùa được đâu các bạn ơi. Đừng có đùa với tâm linh. Đó, nói chung là mình không có tin, nhưng mà mình vẫn phải tin thôi các bạn ơi. Đấy, không thể nào mà đùa được với nó đâu. Đó, rất là ghê gớm nha. Rồi, nói chung là cũng có sự ngẫu nhiên thôi các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn tin cái điều đó nha. Rồi, và hộp cuối cùng. Đó, chỗ ngồi tay vợt. Rồi, không ra cái bộ đồ với cái khuôn mặt đâu các bạn. Đó, nhưng mà ra cái vợt là cũng ok rồi. Đấy, lấy lại vốn rồi các bạn ơi. Rồi, để xem là cái hiệu ứng và cái vật của nó như thế nào đây. Đấy, còn một cái này nè các bạn. Cái nồi sân này nè, mình chưa có này. Rồi, mở thử hộp coi nó ra không nha các bạn. Đấy, không thì mình sẽ là đánh cái sân cỏ nha. Nope. Rồi, ra cái ghế tiếp các bạn ơi. Như là game không có cho mình xài sân nền rồi các bạn. Đó, bắt buộc mình phải xài sân cỏ. What? Ta-da, rồi đây chính là cái vật bắt côn trùng tennis đây. Đó, lưới bắt côn trùng lớn là các bạn ơi. Rồi, chỉ số nó cũng bình thường rồi nha mọi người. Mình sẽ cho các bạn xem cái vật này nè. Đấy, vật mà thấy vật này còn ok thôi nha các bạn. Đấy, vật này thì vật mua. Nhưng mà cái thông số của nó là ăn đất cái vật tennis kia nha các bạn ơi. Đấy, 30% với cái côn trùng vương miện á. Đấy, tỷ lệ rất là cao. Rồi, cái vật này được cái ngoại hình nó lạ, độc lạ thôi các bạn ơi. Và đã chính là cái hiệu ứng của nó nè, khi chúng ta sử dụng nha, nó cho các bạn xem. Đấy, nói chung là rất là xịn và rất là đẹp nha các bạn ơi. Rồi, review kỹ luôn, đó, ban đêm khi xài sẽ có phát sáng nha các bạn. Đó, nó có cái máy sticker các bạn ơi. Đấy, mấy cái nhãn dán phát sáng kìa. Wow, wow, cũng là ok đấy. Oh my god. Wow. Rồi, còn đây là cái món đồ nội thất này các bạn ơi. Đấy, lưới trường tennis đây. Đó, mà Kim không có cho mình cái sân nền này, mình sẽ là xài cái sân cỏ này nha các bạn ơi. Tận dụng cái nhà sa vận động này. Đó, mình chơi mình lắp hai cái lưới lên nha các bạn. Đó, quá là cao luôn nha. Bạn nào có sức đánh tennis thì có thể là dùng cái lưới này của mình. Rồi, và mình vừa được xong một cái sân đánh tennis nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa, thấy cái rổ bóng nè. Rồi, ghế ngồi dành cho các bạn động viên nè các bạn ơi. Nãy ngồi nghỉ mệt nè. Đó, như ghế này ngồi được có người nè các bạn. Đấy, nó có hai cái vật ở trên các bạn ơi. Em một cái vật, thấy chưa? Bạn nào mà không mở ra vật thì có thể là ngồi trên cái ghế này. Đấy, nhìn cái vật đỡ nha. Rồi, coi như là ghế của giám khảo rồi các bạn ơi. Đó, rồi, ok, bốn cái ghế luôn. Rồi, bên này thì cũng y chang bên kia nha các bạn ơi. Đó, hoàn thiện một cái sân đánh tennis rồi. Rồi, ok, và như vậy cái video clip của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da!